Xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Lan Thái Miền Tây. Đây là cây mâm bánh tiêu Lan mới vừa chiên xong, rất là xinh đẹp luôn. Cô chú anh chị em và các bạn có thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan. Lan nhấn xuống nè, nó phình cho lên lại nha, rất là ngon luôn. Để làm ra được cái bánh tiêu thơm ngon mà nó đẹp để được lâu nữa thì ở đây Lan có những cái thành phần nguyên liệu nè, như là dầu ăn, bột nổi, muối, đường, mè, sữa. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị lấy giấy viết ra ghi nha. Lan nói giỡn thôi, coi Lan làm xong là được rồi. Còn cái phần công thức thì Lan sẽ ghi trên màn hình nha. Bây giờ mình sẽ đi trộn bột nha. Trước khi bỏ bột vào thì ở đây Lan có cái phần sữa. Lan sẽ nối sơ cái phần sữa. Hôm nay Lan sử dụng là 400g bột mì đa dụng. Thì phần sữa nó có là 300ml. Lan sẽ bấm microwave, nó ấm ấm, nhiệt độ khoảng 40 độ F nha các bạn. Giờ Lan sẽ bỏ cái phần đường vào, 120g đường. Cái phần đường này thì gia giảm tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Men nở này làm nở nhanh, cấp tốc luôn. Men nở là có 10g. Lan sẽ tính bằng gam cho các bạn dễ nha. Sau đó mình lấy cái muỗng mình quậy lên, cho cái ba cái phần này nó đều lại với nhau trước. Đây Lan quậy xong rồi nè, bây giờ mình để qua một bên nha, cho một cái tô bự bự. Sau đó mình bỏ cái phần bột vào. Bột mì đa dụng 400g các bạn. Dễ lắm, bạn mà làm ít hơn á thì chia ra phân nửa cái liều lượng này nha. 4g muối. Trộn nó đều nó lên. Rồi bây giờ xối hết cái phần nước, sữa. Rồi quậy đều lên. Các bạn có thấy Lan làm cái món này nó quen quen không? Nếu như mà Lan bỏ bơ với trứng gà vô nữa là thành bánh mì ngọt luôn á. Nhưng mà thôi, bữa nay mình làm bánh tiêu. Bánh tiêu cái mùi hương vị của Việt Nam nha. Nó cũng lẹ lắm, cấp tốc. Rồi mình quậy lên như thế này. Sau đó ở đây Lan có 2 muỗng canh dầu ăn. Lan cho vào trước là 1 muỗng canh. Còn lại một muỗng canh chút xíu nữa mình thoa vào tay nha. Tiếp tục trộn. Đó, mình chỉ trộn trộn lên như vậy là được nha các bạn. Khoan cả nhồi nha. Rồi bây giờ Lan sẽ kiếm đồ Lan đậy lại. Mình để cho nó nở lên gấp đôi trong vòng khoảng nửa tiếng đến một tiếng nha, tùy theo cái nhiệt độ trong nhà các bạn á. Miễn sao mình nhìn thấy nó phồng lên gấp đôi là được rồi. Đây cái phần bột Lan để được 20 phút rồi. 20 phút thôi là được rồi nè các bạn. Rồi bây giờ nó dính nè, mình nhồi nó dính tay ha. Cái phần dầu á, một muỗng canh dầu nãy còn đó, mình chỉ thoa vào trong cái tay mình thôi. Rồi bây giờ mình trộn nữa. Vừa trộn vừa nhồi nhẹ nhẹ lên. Cái bánh tiêu này á, là chủ yếu là mình trộn trộn thôi chứ mình không có nhồi cho nó nhiều nha. Không cần nhồi nhiều giống như bánh mì ngọt đâu. Các bạn hãy xem Lan trộn trộn nè. Khoảng chừng 1 phút là Lan sẽ đem đi đậy lại nữa. Lan cất đậy trở lại. Mình ủ thêm 1 tiếng đồng hồ nha. Mình thoa dầu vô làm sao mình nắm cái cục bột lên nè, lên hết vậy nè là được rồi. Bột nó nhão lắm. Xong rồi đó các bạn. Giờ Lan sẽ đậy lại tiếp tục nha. Đi ủ lại 1 tiếng sau. Rồi cái phần bột ủ lại lần thứ hai nè các bạn, nó nổi gấp đôi ha. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị lấy ra. Thì đây Lan chuẩn bị một ít bột để mình thấm vào cái tay. Mình đổ ra trên cái thớt này hết nha.
hơi ướt đó, cho nên mình phủ một ít bột lên. Rồi, bây giờ Lan sẽ làm cho nó xẹp bớt cái bọt khí. Sau đó mình cắt ra thành viên tròn nha. Sau khi Lan chia ra, mỗi một cục vị lăng công được là 50g nha các bạn. Mình nhắm chừng cũng được nha. Rồi bây giờ Lan sẽ dò cái viên trở lại. Tấm nó lại như thế này nha, cho nó sát sát vô. Sau đó ở bên đây có chén sữa nè, tiện tay mình nhúng qua cái luôn. Rồi bên đây có chén mè, bỏ nó vô. Xong rồi mình lấy lên thì cái mè nó dính vô trong cái bột rồi. Rồi Lan sẽ làm cho hết, mình mới đem đi cán bột một lượt luôn. Tấm tròn nó lại, nhúng qua sữa, bỏ qua mè, rồi để nó qua đây. Làm thêm cái nha, tầng lận nè, ngoài vô trong, trong ra ngoài gì cũng được hết, miễn sao nó láng là được rồi. Rồi nó láng nè, nhúng qua sữa, nhúng qua mè, tiếp tục làm cho hết nha các bạn. Giờ Lan sẽ đi cán bột. Thì cái cây cán của Lan, Lan thoa một ít bột lên nha. Đây cũng vậy, ít thôi. Cái viên nào nãy mình nắng trước thì giờ mình làm trước. Như thế này, mình đặt nó xuống. Cán, cán nhẹ nha các bạn. Thật ra mình lấy cái tay mình đè nó cũng được nè. Thôi để cán cho nó đều ha, mỏng vừa phải thôi, nhẹ nhàng thôi. Mình chỉ cán ra một lần thôi rồi mình đem đi chiên, mình không có để ủ rồi mình cán nữa nha. Đó, như thế này. Rồi đem qua chiên nha. Bắt cái nồi dầu lên, mình cho đôi đũa vào. Nếu như nhà bạn nào có nhiệt độ thì cái độ dầu này, cái nhiệt độ là 350 độ F nha. Còn không có thì cái bếp mình chính số, mình mở số 7 nha. Rồi bây giờ Lan thả nó vô. Thả nó vô mà nó sôi ụt ụt rồi ha. Rồi bây giờ mình chở nha. Mình nhấn nhấn chở chở gì cũng được hết. Lật qua, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Lật qua, nhẹ nhẹ thôi, thôi nó lủng, nó bể. Rồi đó, tiếp tục chiên cho nó vàng là được rồi. Nhấn nó xuống nó cũng phồng lên nè. Mình làm từng cái thôi nha các bạn. Đó, mới gì có mấy chục giây thôi mà nó đẹp rồi nè. Cái lửa cũng rất là quan trọng, cao quá thì mình hạ xuống nha. Ôi nó phồng lên nó đẹp lắm rồi. Nhấn nó xuống. Thôi, thôi để cho nó vàng tự nhiên nha. Rồi quên, đây Lan sẽ cán nữa rồi mình tiếp tục mình chiên. Đó, nó phồng lên. Nó phồng lên một hồi nó ra ngoài nó nguội rồi Lan sẽ nhấn nó xuống, rồi nó cũng dẫn phồng lên luôn. Rồi nó vàng như vậy mình vớt ra được nha các bạn. Đây rồi, cái mâm bánh tiêu Lan mới vừa chiên xong. Nó như thế này. Nó phồng lên nha, Lan đè nó xuống nè. Nó phồng trở lên lại, rất là hấp dẫn luôn. Lan sẽ mở ra cho bên trong coi như thế nào luôn nha. Nó vẫn còn ruột. Nó như thế này. Đó. Nó rộng bên trong nhưng mà vẫn còn ruột. Nó có rễ tre. Để Lan ăn thử luôn nha. Nhìn hấp dẫn quá. Ngon. Ngon vô cùng luôn. Rất là ngon. Cô chú anh chị em và các bạn ơi, hãy làm món bánh tiêu này cho gia đình mình ăn nha.
Lan chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái Miền Tây. Đây là cái món bánh giò cháo quẩy của Lan mới vừa chiên xong, còn nóng hổi luôn, thơm ngon. Bánh này cho dù mình chiên rồi ăn không hết, giữ vào tủ lạnh để đông đá cũng được luôn, ăn rất là nhiều ngày mà nhiều thứ nữa. Màu lại đẹp, bánh lại ngon. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan công thức ngày hôm nay. Lan bỏ vào trong cái tô này là nửa ký lô 500g bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng bất kỳ ở nước nào mình sử dụng cũng được nha các bạn. Rồi rây xong cái phần bột rồi, lần lượt Lan sẽ bỏ vào nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh đường, đây là cái phần men nở nè đó, Lan cho 2 muỗng cà phê, lần như thế này thôi, trộn đều lên. Các bạn tạo đi một cái lỗ hổm như thế này để Lan tiếp tục cho nè. Đây là cái thằng nè baking soda, nó khác với cái thằng bột nổi. Chỗ này người ta để nè, rửa trái cây nè, bỏ vào tủ lạnh nè, làm bánh đều được nè, phải bắt buộc phải có cái mùi này vô nó mới ngon. Lan sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê. Bỏ vào chỗ ngay chỗ này. Sau đó các bạn còn đang bỏ cái giấm á, 1 muỗng cà phê giấm, giấm 5%. Đổ vô cái nó nổi cái xèo lên. Đó. Nó làm cho cái bánh mình nó giòn xốp. Kế đến 1 quả trứng gà. Bỏ vào luôn. Rồi, đến cái phần sữa và nước. Thì tùy các bạn có thể sử dụng hoàn toàn là nước không và hoàn toàn là sữa sao không. Nhưng mà hai cái video đó Lan đã chia sẻ rồi, đều ngon. Hôm nay Lan sẽ làm khác lạ hơn chút xíu cho ngon hơn nữa. Lan sẽ lấy phân nửa sữa và phân nửa nước. Tổng cộng số lượng là 300ml. Lan lấy phân nửa của nước lạnh rồi đúng không? Bây giờ Lan sẽ bỏ vô cho nó đủ luôn. Thêm tí xíu nữa. Rồi, bắt đầu mình sẽ dùng đôi đũa đánh cái chồng đỏ gà này lên cho nó đều, nó tan. Sau đó mình đổ sữa vô từ từ nè. Sữa trong tủ lạnh luôn nha các bạn, nước lạnh luôn. Rồi đổ vào hết. Hôm nay là làm cái bánh giò cháo quẩy này là tiệc chiêu luôn á. Ngon, dễ làm, thành công lây lần đầu luôn. Không còn cách nào để mà dễ hơn mà ngon hơn nữa đâu. Rồi các bạn trộn đều lên. Lan xin phép ngồi tay nha. Bây giờ trộn đều lên trước, sau đó các bạn để yên ở chỗ này. Lan sẽ đi rửa mấy cái chén đồ đó, khoảng 15 đến 20 phút Lan sẽ quay trở lại. 20 phút sau Lan trở lại, dỡ nắp ra. Rồi, lúc này thì các bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn. Nhưng mà mình cầm ở trên cái này, mình chỉ bỏ vào trong tay mình nè, chút chút thôi. Rồi thêm nữa nè. Mình sẽ nhồi khoảng 5 phút. Trộn trộn cho nó đều, cho nó hết cái muỗng canh dầu này.
Rồi, tiếp tục. Đơn giản vậy thôi. Sau khi lan nhồi xong rồi, bây giờ lan túm nó lại, chia ra làm hai cho nó đều bằng với nhau. Sau đó các bạn lấy một cái bọc ni lông hoặc là cái foot wrap nè, chải xuống, cho một hai giọt dầu lên để chia, để hình chừng nữa mình lấy cái bột ra nó không có dính vào trong cái bọc này nhiều quá. Nó mình thò lên như thế này ha. Sau đó đặt cái viên bột vô. Rồi bây giờ mình túm nó lại cất thôi. Thì hiện giờ là ban đêm. Đây Lan làm ban đêm rồi. Lan sẽ giữ vào tủ lạnh. Trước khi nào mà muốn chiên á, Lan sẽ lấy ra một tiếng đồng hồ cho nó nguội bớt. Còn cô chú anh chị em và các bạn nào mà muốn ăn liền thì mình sẽ ủ ở ngoài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Thì mình sẽ cán bánh thì mình sẽ đem đi chiên. Còn bây giờ là ban đêm nè. Lan cất vô, cất vào tủ lạnh để cho nó đừng có nổi lên quá lè luôn. Lan sẽ đem đi cán cái phần bột này ra. Mình đã ủ được một đêm rồi. Cho một ít bột mì xuống cái thớt hoặc là cái bàn của mình. Nhớ mình phủ lớp bột mì để khi mình lấy lên nó không có bị dính á. Tay cũng vậy. Lúc này thì Lan không có đeo găng tay được. Cái đầu cán bột mình cũng tho lên miếng bột. Bột trước khi lấy ra thì các bạn để ở ngoài, để ở ngoài cả tiếng đồng hồ nha. Rồi bây giờ nè, mình kéo ra, kéo để đặt xuống. Nó rất là dính luôn, dính tay. Cho nên mình cứ thấm miếng bột lên đây. Thêm nữa nè. Rồi, bây giờ mình dàn mỏng nó ra. Cán theo hình chữ nhật. Bạn cán nhẹ nhẹ thôi. Bạn cán xong cái hình chữ nhật rồi, mình tấm lại hai cái góc này cho nó đều với nhau. Sau đó dùng cái cây cắt bột thoa lên một ít bột như thế nào. Rồi mình cắt ra. Nhấn mạnh xuống cho nó rời ra. Đó. Chiều dài nó bằng với cái đầu cắt bột luôn ha. Tiếp theo thì Lan sẽ cho một ít bột lên trên những cái sợi mà mình đã cắt rồi. Rồi bây giờ dùng cây đũa hoặc là cây tăm, cây xiêm thịt gì đó, cái này cây chiếc đũa, nhúng một ít nước. Mình sẽ thấm nước, một cái mình thấm nước và một cái mình không thấm nước. Ở bên kia Lan bắt cái lò dầu vô á, lên á, nó kêu á. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ lấy cái mà không thấm nước đặt lên. Đây các bạn, dỡ lên nhẹ nhẹ ha. Nó chưa có đứt nè. Đặt lên đây. Đặt úp ngược trở lại nha. Bột này rất là mềm luôn. Mình để cho nó dính lại với nhau trước. Cuối cùng thì mình thấm lên một ít nước vô cái cây này, nhấn nó xuống nữa, nhấn đôi nó lại. Sau đó các bạn đi qua bên cái chảo dầu nha. Mình chuẩn bị đem đi chiên rồi đấy. Cho nó dính lại với nhau. Lan bắt cái chảo dầu lên, hơi khá khá chút xíu. Rồi bây giờ Lan đo cái nhiệt độ nóng của trong dầu. Lan sẽ tính độ C nha.
cho cô chú anh chị em và các bạn ở nơi nào cũng biết hết. Nhiệt độ C mình cần nóng là 170 độ C. Còn nếu như độ ép á, Lan quay qua độ ép luôn nè. Nhiệt độ ép thì mình cần 350 độ ép. Rồi. Còn trường hợp bạn nào ở nhà không có cái cây đo nhiệt độ thì bột hồi nãy mình cán á, hai bên đầu nó còn dư nhỏ nhỏ đó, ngắt một miếng mình bỏ vô. Bỏ vô mà nó nổi lên liền thì cái dầu nó đã nóng rồi. Quậy cho cái nhiệt độ dầu cho nó đều với nhau luôn nha. Rồi. Vớt cái cục bột này ra. Sau đó mình lấy cái giò cháo quậy á, cầm lên như thế này. Sau mình kéo ra, kéo để xuống chảo nhẹ nhẹ thôi. Sau đó mình lật nè, thấy nó nổi rồi, đủ nóng rồi, lật qua hai chiếc đũa lật. Lật càng lẹ thì nó sẽ phồng hai bên đó. Còn các bạn để cho nó tự động nó nổi lên thì nó sẽ bị chai nha. Lúc mình lần mình có thể nhấn nhấn xuống dầu nè. Cô chú anh chị em và các bạn có thấy giò cháo quẩy chiên rất là đơn giản ha. Bánh này mình làm lẹ 1 tiếng 2 tiếng cũng có ăn. Nhưng mà thôi, để cho nó ngon hơn thì mình giữ vào tủ lạnh cho nó nở đều lên, nó lạnh. Mình chiên cái lúc mà còn lạnh á thì nó sẽ chín, chín từ bên trong đến bên ngoài. Còn các bạn làm lẹ quá, mình chiên dầu nóng quá nè, thì nó sẽ chín bên ngoài mà bên trong nó vẫn còn sống, và nó bị chai cái bánh của mình. Nó phải nổi phồng phồng lên như thế này. Đó, bây giờ Lan cho nó nở hết cỡ luôn. Sau đó Lan để yên cho nó vàng đều, nó chín từ từ. Trong thời gian đó thì Lan sẽ bỏ thêm một cái nữa. Lan thì làm bánh không có đẹp như người ta bán, nhưng mà gì cũng được rồi ha. Chảo cũng hơi nhỏ nữa nè. Ta bán ta làm cái chảo bự to đùm luôn. Đó, để có cái hai cái vô mà nó chật cái chảo rồi. Làm từ từ, ở nhà mình ăn không cần gì phải gấp hết. Trở qua, khúc này rất là quan trọng. Lan chiếu gần lại cho cô chú anh chị em và các bạn coi cái bánh mình nó đẹp, nó nở như thế nào ha. Rồi tiếp tục chiên cho nó vàng đều. Như vậy thì cái bánh mình nó sẽ chín đều, không có sợ nó bị sống ở trong, và nó được bọng nữa. Ở bên đây đẹp rồi nè. Mà bên đây đẹp rồi thì các bạn lấy ra nha. Để qua bên cái gỗ bên đây. Tiếp tục chiên. Chiên một lúc thì cũng đã xong hết rồi cô chú anh chị em và các bạn ơi. Nhìn cái nhung nhan của bánh á, màu á, vàng chiên nó đẹp ha. Giống như cái màu người ta bán rồi nè. Màu bánh lại đẹp, ở bên ngoài nó phồng nó nở ra như thế này. Ngon quá. Giờ Lan xé ra nha. Mình chiên cái giò cháo quẩy rồi á, thì ăn rất là nhiều thứ luôn. Ăn phở nè, ăn không nè, ăn chơi nè, ăn bánh ướt nè. Ngon lắm. Xốp, mềm xốp, bên ngoài lại giòn giòn, có cái mùi thơm của giò cháo quẩy. Lan ăn thử luôn. Ngon lắm. Cô chú anh chị em và các bạn thấy công thức này dễ làm, cách làm cũng dễ, làm ngay cho gia đình mình ăn nha. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.